Ngày xưa kính thưa anh chị và các bạn, không hiểu tại sao chúng ta lại luôn yêu thích con số 10. Phải chăng đó là hiện thân cho sự hoàn hảo, tuyệt mỹ? Phải chăng đó là sự cần toàn vẹn nhất mà từ trước đến giờ chúng ta luôn quan niệm? Và GSC của chúng ta cũng đang ở trong độ tuổi tròn trịnh ấy. 10 năm, 1 phần 10 thế kỷ chúng ta vững bước để tiếp tục sứ mệnh, mang lại nhiều hơn những giọt máu quý giá cho người bệnh, giúp sự sống của các em bệnh nhi thêm vững chắc, để các em có những ngày tháng tương lai phía trước vui tươi và khỏe mạnh hơn. 10 năm, chúng ta bước trên con đường thiện nguyện, dù không nhận được bất cứ một giá trị vật chất nào, nhưng những gì chúng ta trao cho nhau là không gì có thể so sánh được. Đó là tình đồng đội, tình cảm anh em một nhà thân thiết, là gia đình CSC luôn giang tay chào đón những người con, dù ở bất cứ thế hệ nào trở về. Câu lạc bộ kết nối trái tim, đội máu ngoại thương, hay thường được gọi bằng 3 tiếng CSC thân yêu, 3 tiếng CSC ngắn ngủi, giản đơn, nhưng chúng ta đã phải mất 10 năm để gây dựng nên một CSC thật vững chãi và lớn mạnh hơn. Tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mong mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lời, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi. Của câu lạc bộ kết nối trái tim CSC nhà ngoại thương. Hôm nay đầu tiên là chúc mừng sinh nhật cho đội mình 10 năm cùng nhau tổ chức, nên được một cái ngôi nhà chung cho tất cả chị em cùng nhau hoạt động, một ngôi nhà chung để chúng mình cùng thực hiện được những điều lớn lao hơn một chút, là làm được những điều tốt mãi có nhau trong đời. Mọi người hãy cùng tốt yêu thương của chị em mình và cùng cổ vũ đây để chúc mừng sinh nhật.